Hello, hello. Xin chào các bạn đã đến với Thuần Capital ngày hôm nay. Hôm nay là tối ngày thứ ba tại Hoa Kỳ ở Việt Nam. Các bạn đã bước qua ngày thứ tư rồi. Và không biết là Việt Nam thì đang xôn xao đã gần tới Tết rồi các bạn. Nhưng mà chúng ta hôm nay đã có rất nhiều tin tức. Chúng ta có những cái cập nhật lớn liên quan đến kinh tế vĩ mô, liên quan tới Hoa Kỳ cũng như là liên quan đến... Trung Quốc các bạn và chúng ta cũng đương nhiên sẽ nói về tình hình của Solana vì bạn có đã biết chuyện gì xảy ra rồi mạng lưới Solana đã ngưng hoạt động một lần nữa khoảng chừng là 5 tiếng đồng hồ rồi chúng ta cũng sẽ nói về cái thông tin liên quan tới là MicroStrategy lại mua thêm Bitcoin nữa các bạn. Lần này đấy thì họ đã mua bao nhiêu và mua khi nào? Chúng ta đương nhiên cũng sẽ nói về tình hình của Bitcoin Smart ETF. Nhất là liên quan tới lực bán đến từ Rayscale các bạn. Hiện bây giờ lực bán đó đã thấp xuống chưa? Thật ra ra lực bán đó bây giờ đã rất thấp rồi các bạn. Nhưng mà chúng ta có thể có một lực bán khác nữa liên quan tới Rayscale GBTC. Và lực bán này là đến từ đâu các bạn? Và trong vòng mấy ngày qua đó thì chúng ta thấy cái dòng tiền như thế nào? Dòng tiền dương hay là dòng tiền âm? Và chúng ta cũng có một cái sự chia sẻ đến từ Bộ trưởng Bộ Tài chính Hoa Kỳ đó chính là Janet Yellen. Thì bà đã đến quốc hội ngày hôm nay và bà cũng đã nói về tình hình của crypto. Bà đã nói gì các bạn? Và thật ra những gì bà nói nghe sơ qua thì cảm thấy là không có gì gọi là đặc biệt. Nhưng mà thật ra nó rất là đặc biệt. Nó có cái sự ảnh hưởng và đây có thể là cái mà chúng ta cần để thúc đẩy luật crypto Hoa Kỳ. Năm nay có thể là năm chúng ta sẽ có ít nhất là được bỏ phiếu cho những cái luật liên quan đến crypto Hoa Kỳ các bạn và nhiều những thông tin nữa bậc khác nhưng mà trước hết thì thì chúng ta có thể nhìn thấy được là chứng khoán Hoa Kỳ hôm nay kết thúc thì cũng không có thay đổi nhiều các bạn chúng ta nhìn thấy được là vẫn là màu xanh chúng ta tiếp tục thấy được là những chỉ số như là Dow Jones tiếp tục tăng thêm 0.37%, S&P 500 nó tăng 0.23, hai chỉ số này lần lượt đã thay nhau đạt tính mới rồi các bạn và Nasdaq hôm nay đây thì không thay đổi nhiều. Nói chung nó chứng khoán gần đây rất là tốt các bạn. Tuy là chúng ta có nhiều cái thông tin không tốt liên quan đến là nhiều công ty sa thải và có một số cái công ty đó thì cái quý 4 thu nhập của họ không như mong muốn nhưng mà nhìn chung thì thị trường chứng khoán Hoa Kỳ rất là tốt liên tục đạt đỉnh mới cho những chỉ số lớn. Pre market thì bây giờ đó thì các bạn thấy được là cũng không thay đổi nhiều, vẫn đang xanh hiện tại nhưng mà xanh không chừng là 0.1% mà thôi. Hợp đồng của dầu đó thì vẫn ở mức ổn định các bạn là 73 đô và 50 cent cho một thùng dầu. Còn về vàng đó thì cũng cỡ đó các bạn 2050 đô cho một ounce vàng crypto đó thì ngày hôm nay chúng ta thấy được là giá bitcoin tiếp tục xoay quanh cái mức là khoảng 43.000 đô cũng không có gì gọi là quá bất ngờ chúng ta có thể nhìn thấy được là ethereum đó thì hôm nay cũng tăng nhẹ một chút cũng ở mức là 2.372 nói chung đó thì nhìn về tổng vốn hóa crypto ngày hôm nay cũng tăng nhẹ một chút các bạn nhưng mà nhìn về giá Bitcoin đó thì cũng cỡ đó thôi các bạn không có thay đổi nhiều vẫn ở mức là 43 42 ngàn đô chúng ta bây giờ hãy nói tới những tin tức lớn đi tuy là thị trường chứng khoán rất là tốt các bạn nhưng mà chúng ta thấy là có một cái phần của thị trường chứng khoán đó hoàn toàn không tốt từ đầu năm tới bây giờ đó chính là phần nào các bạn đó chính là cái phần liên quan đến những ngân hàng địa phương một lần nữa chúng ta lại nghe nói tới tình hình của ngân hàng địa phương các bạn và chúng ta tiếp tục thấy một ngân hàng mà cách đây một tuần đó đã giảm 40% đó chính là ngân hàng New York Community Bank hôm nay lại tiếp tục giảm thêm nữa các bạn giảm thêm 22% cái mà bạn thấy cái màn hình á, khi mà thường zoom vào chúng ta nhìn thấy được là cách đây khoảng một tuần ngày 29 tháng 1 đó, thì cổ phiếu này từ mức giá là khoảng 10 đồng và 44 sen đã giảm xuống ngày sau đó chỉ còn có chúng ta nhìn thấy được là 6 đồng 47% cent và tiếp tục hôm nay giảm thêm 22% nữa chúng ta có nhìn thấy được là cổ phiếu của New York Community Bank Corp đã giảm tổng cộng là 60% từ đầu năm tới bây giờ rồi các bạn Đây là một ngân hàng địa phương mà cổ phiếu của họ giảm tới 60% Thì tại sao gì? Các bạn đã nhớ là đây là một ngân hàng mà trước hết á, là họ đã mua lại ngân hàng sụp đổ Đó chính là Signature Bank Ngân hàng này đã sụp đổ vào tháng 3 của năm ngoái Đó là cái thời điểm mà chúng ta thấy là có nhiều ngân hàng địa phương Bắt đầu gặp nhiều rắc rối tại vì người ta thì rút tiền Nhưng mà họ lại không có tiền để mà trả cho những người đến rút Lý do là tại vì họ đã dùng cái số tiền đó một phần để cho vay Một phần là họ dùng số tiền đó để mà đầu tư vào công giá phiếu

mà vì lý do là, là Fed tăng lãi suất chúng ta nhìn thấy được là công trái phiếu Hoa Kỳ lại bị giảm giá khiến cho họ bị lộ nếu như bán thì các bạn đã biết là ngay sau đó, đó thì chính phủ Hoa Kỳ cũng đã mở ra một đường dây cho vay khẩn cấp đó chính là đường dây cho vay của Fed các bạn và đường dây đó sẽ đóng lại vào tháng sau vào tháng 3 khiến cho nhiều người bây giờ bắt đầu lo lắng các bạn thứ nhất là sau khi mà ngân hàng này họ đã thu mua lại ngân hàng Signature Bank thì ngân hàng này đã phải chịu nhiều những cái gánh nặng liên quan tới pháp lý thứ nhì nữa là ngân hàng này đó là mang thua lỗ các bạn nói chung đó thì trong quý 4 thôi nhớ là mọi người đang kỳ vọng ngân hàng này có lãi là khoảng 226 triệu cỡ đó nhưng mà ngược lại ngân hàng này lại lỗ 226 triệu các bạn thêm vào đó nữa ngân hàng này đó là lưu trữ rất nhiều những cái nợ liên quan tới bất động sản thương mại khoảng chừng 70% nợ bất động sản của họ là bất động sản thương mại thì có nghĩa là gì các bạn có nghĩa là nếu như mà thị trường bất động sản thương mại gặp vấn đề ngân hàng này sẽ gặp rất nhiều rắc rối còn về bất động sản thương mại thì chúng ta cũng đã nói sơ qua rồi có rất nhiều bất động sản thương mại bây giờ họ vẫn đang nợ ngân hàng và cái nợ đó là từ 7 tới 10 năm nhưng mà xưa nay đó khi mà đến cái ngày trả tiền nợ rồi họ sẽ vay mượn lại như là đáo hạn lại cái nợ đó nhưng mà vấn đề bây giờ là 7 năm trước 10 năm trước đó, cái phần trăm lãi suất thấp hơn bây giờ bây giờ mà họ vay mượn lại phần trăm cao như vậy đó thì họ sẽ không thể chống được sẽ dẫn đến những nợ này thành nợ xấu cho nên rất nhiều người lo lắng các bạn và chúng ta nhìn thấy được là không phải là chỉ riêng là ngân hàng New York Community Bank mà chúng ta có thể nhìn thấy được là cái ngành ngân hàng địa phương đó những ngân hàng nhỏ chúng ta nhìn thấy được là tổng cộng có chín ngân hàng mà chúng ta đang nhìn thấy trên màn hình đó. thì hiện bây giờ cổ phần giảm nhiều nhất từ đầu năm tới bây giờ đó chính là cổ phần của New York Community Bank mà chúng ta vừa mới nói đến và các bạn cũng đã thấy được ngày hôm nay đã Công ty xếp hạng tài chính Moody Đã liệt ngân hàng này vào hạng chân Như là hạng rác rồi các bạn Kế đó chúng ta thấy được là Valley National Bank Cũng đã giảm 25% Ngân hàng Metropolitan cũng đã giảm 15% Harbor One 14% Comerica Bank giảm 13%, Zion giảm 12%, Western Alliance giảm 11%, Citizen Financial giảm 6% và Key Corp giảm 5%. Nói chung thì các bạn thấy được là cây hai ngân hàng mà bị giảm nhiều nhất đó chính là ngân hàng New York Community và Valley National Bank. Khi mà được hỏi về vấn đề này đó thì các bạn thấy được là Chủ tịch John Powell nói là ông không lo lắng lắm tại vì phần lớn những bất động sản thương mại đang nằm ở trên một số ngân hàng nhỏ mà thôi, không phải là một phần lớn của những ngân hàng lớn hơn cho nên đây cũng là một cái vấn đề mà sẽ ảnh hưởng tới tất cả ngân hàng nhưng mà ông cũng hiểu là sẽ có những ngân hàng nhỏ sẽ bị phá sản các bạn đó chính là cái sự chia sẻ đến từ chủ tịch John Powell khi được hỏi trong cái trong cuộc phỏng vấn trong chương trình 60 Minutes cách đây vài ngày thì đó là cái mà được chia sẻ bởi chủ tịch John Powell ông có thể là không lo lắng nhưng mà các bạn thấy được là những nhà đầu tư thì rất là lo lắng nhất là khi mà chúng ta biết là cái chương trình cho vay khẩn cấp sẽ được đóng lại vào tháng 3 thì Fed có nhanh chóng để mà mở thêm một chương trình cứu trợ nữa hay là không hay là sẽ giảm lãi suất hay là gì đó chúng ta không biết các bạn nhưng mà nói chung đó thì uh, tình hình có thể là không có đơn giản như là chủ tịch john how nói đây là những cái áp lực và những cái mà ông phải nghĩ đến liên quan tới việc là khi nào cần phải cắt giảm lãi suất, khi nào cần phải thả lỏng nguồn tiền các bạn. Và chúng ta cũng thấy được là không phải đi Hoa Kỳ đâu, chúng ta nói tới Trung Quốc rất là nhiều và các bạn thấy được Trung Quốc gần đây đã có rất là nhiều những cái biện pháp và nó đã có từ khoảng chừng là nửa năm rồi các bạn liên quan tới việc là giảm lãi suất, liên quan tới việc là cho ngân hàng có thể cho vay nhiều hơn, liên quan tới việc là bơm tiền vào trong thị trường bằng cách này bằng cách kia và không cho phép short ở một số sàn thì chúng ta nhìn thấy được là tất cả những nỗ lực đó cũng không thể cứu vãn được tình hình của thị trường chứng khoán các bạn nó liên tục xuống khi chúng ta nhìn thấy là chỉ số CSI 1.000 của Trung Quốc giảm liên tục nhưng mà chúng ta đã thấy là ngày hôm qua đó đã đột ngột tăng lại 7% sau khi mà chính phủ Trung Quốc thảo luận về việc ổn định thị trường với các cơ quan quản lý ngay sau đó thì chứng khoán đã có một cái sự khởi sắc tôi có thể nghe được tôi có thể nghe được cái tiếng brr của máy hình các bạn và đó là ở Trung Quốc đó là nền kinh tế lớn thứ nhì trên thế giới chúng ta chỉ đang chờ đợi coi khi nào thì hoa kỳ lại mở máy in là một lần nữa mà thôi các bạn còn về việc là có lo lắng đến suy thoái toàn cầu hay là không thì tôi đã chia sẻ nhiều trong video ngày hôm qua rồi quan trọng là cái khung thời gian các bạn là bao nhiêu lâu cái đó là quan trọng hơn là có suy thoái tài chính hay là không các bạn tại vì khi mà chúng ta nhìn lại những đợt suy thoái tài chính lớn đó thì kết quả cuối cùng là sao kết quả cuối cùng là trong thời gian ngắn đó, thì đương nhiên chúng ta có thể thấy được là cổ phiếu có thể giảm giá nhưng mà ngay sau đó lại tăng trở lại và đạt đỉnh mới các bạn tại vì sao tại vì cái sự khác biệt chúng ta chỉ nói riêng về phép đi cái sự khác biệt có suy thoái hay là không có suy thoái đó chính là cái tốc độ giảm lãi suất nếu mà không có thì họ có thể là có thêm thời gian để mà giảm lãi suất từ từ nếu như mà có siêu thay đổi chính thì họ sẽ phải giảm lãi suất rất là nhanh sự khác biệt là ngắn hạn nhưng mà dài hạn đó, thì các bạn thấy là không có gì gọi là thay đổi hết vẫn là sẽ có dòng tiền đi vào trong thị trường này cho nên nếu các bạn đầu tư dài hạn như thường chi sẽ trong video ngày hôm qua thì các bạn tiếp tục đầu tư theo cái phương cách của các bạn mà thôi và Quan trọng là các bạn có sự chuẩn bị cho những trường hợp khác nhau Và cái sự lo lắng liên quan tới những ngân hàng địa phương Không phải là chỉ có Hoa Kỳ đâu các bạn thấy được ở Hồng Kông Họ cũng đã phải nâng cái mức bảo hiểm tài khoản tiết kiệm tiền gửi ngân hàng Từ 64.000 đô lên tới 102.000 đô Lý do là nhằm mục đích làm dịu đi những lo ngại về khủng hoảng ngân hàng trong khi mà Trung Quốc vẫn đang tìm cách để mà tiếp tục bơm tiền vào trong thị trường các bạn. Và thay đổi này đó ở Hồng Kông sẽ đảm bảo cho khoảng 92% tổng số người gửi tiền sẽ được bảo hiểm bồi thường đầy đủ nếu như mà có sự cố xảy ra. Hiểu đơn giản là nếu như mà có 100 người đó thì khoảng chừng 92 người trong số đó là gửi dưới 102.000 đô cho nên khi mà họ nâng 64.000 lên 102.000 thì có tới 92% cái số lượng người gửi sẽ được bảo đảm các bạn. Và ban quản lý Hồng Kông cho biết là họ cởi mở về việc tăng thêm mức bảo hiểm tiền gửi trong tương lai nếu như mà cần thiết một điều các bạn nên hiểu là thế giới đó, nó thường đi theo giống như là cùng một nhịp các bạn chúng ta cũng đã nhớ khi mà giảm lãi suất khi mà có dịch bệnh đó, thì hầu như là tất cả giảm lãi suất cái sự khác biệt là nước nào giảm trước mà thôi nhưng mà tới cuối cùng các bạn thấy được nước này giảm lãi suất thì nước kia cũng sẽ giảm lãi suất tại vì tới cuối cùng đó, nếu như mà một nước giảm lãi suất kích thích nền kinh tế mà nước kia không đó, thì sẽ coi như là không theo kịp các bạn cho nên khi mà giảm lãi suất thì lần lượt tất cả quốc gia giảm lãi suất hết và chúng ta cũng đã nhớ là năm hai 2022 khi bắt đầu tăng lãi suất thì chúng ta thấy được là những quốc gia hầu như cùng nhau tăng lãi suất thì cũng tương tự chúng ta cũng đã thấy được là cái chu kỳ tăng lãi suất để đến hồi kết rồi bây giờ đến chu kỳ giảm lãi suất. Cho dù chúng ta chỉ nghe đến từ Trung Quốc đến từ Hoa Kỳ tại vì đây là hai nền kinh tế lớn nhất thì các bạn nghe nhiều thông tin hơn nhưng mà thường thì cho các bạn biết khi mà Fed giảm lãi suất thì chúng ta sẽ tiếp tục thấy là những quốc gia khác sẽ lần lượt giảm lãi suất theo Fed tại vì những quốc gia họ đều phải cạnh tranh với nhau các bạn họ đều không muốn nền kinh tế của mình bị thiệt. Nếu như mà nền kinh tế khác giảm lãi suất, giống như các bạn thấy được là Canada, Anh, rồi Châu Âu đều đi theo xu hướng của Fed và cũng tương tự nếu chúng ta nói tới Châu Á đấy thì các bạn thấy được là ở Châu Á chúng ta có Trung Quốc là nền kinh tế lớn nhất. Nếu như mà Trung Quốc đang bơm tiền vào trong thị trường thì các bạn nghĩ là những quốc gia còn lại sẽ làm gì? Đó là điều tôi muốn chia sẻ đây với các bạn. Chúng ta bây giờ hãy chuyển qua để mà nói về crypto đi. Thì chúng ta thấy được là giá Bitcoin cũng không gì gọi là để nói hết các bạn chúng ta thấy là giá vẫn cỡ đó từ 42 tới 43 ngàn đô chúng ta nhìn thấy được là cả thị trường crypto ngày hôm nay dựa theo crypto bubble thì cũng có nhiều màu xanh nhưng mà chúng ta có một cái màu rất là đỏ các bạn một cái dòng tròn đỏ rất lớn đó chính là XMR có nghĩa là đây là đồng Monero thì uh, lý do là tại vì chúng ta thấy là sàn Binance ra quyết định là họ sẽ delist đồng Monero và cũng đã có rất nhiều sàn delist đồng này rồi các bạn đây là một cái đồng mà chuyên về bảo mật có nghĩa là họ bảo vệ cái dấu vết khi mà các bạn sử dụng đồng này trên mạng blockchain khiến cho người ta rất là khó để mà truy ra là các bạn là người đứng sau lưng khi mà di chuyển đồng này và điều này là điều mà thân đã từng chia sẻ với các bạn những quốc gia họ có thể chấp nhận crypto nhưng mà họ không thể chấp nhận những đồng mở danh như vậy đương nhiên chúng ta thấy là những đồng mà ẩn danh như là Monero đó thì có cái lý do để mà sử dụng và không phải lý do nào cũng xấu đâu. Đương nhiên nhiều người sẽ ngay lập tức nói là chỉ có tội phạm sử dụng những đồng như thế này nhưng mà cũng không hẳn đâu các bạn. Cũng giống như chúng ta nói những cái dịch vụ trộm tiền thì đúng là có rất là nhiều những người xấu sử dụng những dịch vụ đó để có thể trốn tránh cái sự truy lùng ở trên mạng lưới blockchain. Nhưng mà người bình thường cũng có khả năng các bạn giống như các bạn đang sống ở quốc gia nào đó mà các bạn muốn đòi hỏi nhân quyền mà các bạn muốn quyên góp cho những cái tổ chức mà đòi hỏi nhân quyền nhưng mà các bạn lại không muốn sử dụng ngân hàng của mình tại vì sẽ bị chia ra thì các bạn có thể sử dụng những đồng như là Monero hay là sử dụng dịch vụ trộn tiền để có thể quyên góp cho những cái đơn vị đó hay là các bạn đang sống trong một quốc gia và đang bị cấm vận thì cũng có thể sử dụng những dịch vụ như thế này để có thể tránh được cấm vận các bạn có thể là gửi tiền cho người thân của mình ở một quốc gia khác hay là nhận tiền từ người thân của mình từ quốc gia khác có rất nhiều lý do để một người nào đó bình thường sử dụng như dịch vụ này nhưng mà đáng tiếc đó là chính phủ khắp nơi sẽ không chấp nhận đâu các bạn Họ có thể chấp nhận những đồng như là Bitcoin, Ethereum, những đồng còn lại Nó chỉ là semi, nghĩa là phân nửa ẩn danh thôi Có nghĩa là bất cứ ai mà muốn biết đấy, thì họ hoàn toàn có thể là theo dõi địa chỉ ví Và tới một lúc nào đó họ sẽ lần ra cái dấu vết của các bạn Tại vì tới cuối cùng thì cái số tiền đó cũng phải được quy ra tiền mặt Họ sẽ có thể theo dõi được các bạn Nhưng mà những đồng như Monero thì rất là khó Cho nên cũng dễ hiểu thôi tại sao mà nhiều quốc gia họ đặt áp lực lên những sàn phải đi list sinh như thế này. Cái này nó không có liên quan gì đến công nghệ Monero tốt hay xấu các bạn và có thể nghĩ ngược lại tại vì công nghệ Monero tốt cho nên chúng ta mới thấy bị đàn áp khắp nơi. Nhưng mà về phương diện đầu tư đó thì uh, thường sẽ không thể đầu tư những đồng như thế này các bạn. Thuân thực sự rất thích Monero, Thuân đã từng chia sẻ cách đây nhiều năm với các bạn. Nhưng mà thì trường hiểu rõ hơn đó thì uh, chúng ta không thể đầu tư vào những đồng này dài hạn được tại vì cái lý do nó sẽ bị đàn áp liên tục và chúng ta có thể nhìn thấy được là tổng số vốn hóa thị trường là tăng 0.6% cũng không có gì thay đổi nhiều so với ngày hôm qua các bạn nhưng mà có một cái tin tức lớn hồi sáng này nhiều bạn cũng có thể đã nghe rồi đó chính là liên quan đến nè thì đáng tiếc các bạn đáng tiếc là chỉ còn 19 ngày nữa thôi là solar là sẽ hoạt động liên tục một năm nhưng mà cuối cùng thì hồi sáng này đã gặp một sự cố và đã ngưng hoạt động khoảng chừng là 5 giờ đồng hồ các bạn đây là cái màu đỏ chúng ta thấy được là đã ngưng hoạt động là 4 giờ 46 phút và lần cuối cùng chúng ta thấy một cái ô màu đỏ này đây là cái online của solar nè màu xanh là hoạt động bình thường màu đỏ đã gặp sự cố thì chúng ta có thể trở về cái lần cuối cùng chúng ta thấy có màu đỏ xuất hiện đó là vào cái thời điểm tháng 2 các bạn tháng 2 của năm 2023 gần một năm trước. Đáng tiếc là chúng ta nghĩ là Solana đã, đã, ổn rồi tại vì chúng ta thấy được gần đây cũng có rất là nhiều những giao dịch trên mạng lưới Solana, rất là nhiều những cái meme coin, rất là nhiều cái airdrop thì mọi người nghĩ là cái nhu cầu lớn như vậy mạng lưới vẫn ok thì có nghĩa là đã coi như vượt qua được thời điểm đó. Đáng tiếc hôm nay chúng ta lại gặp sự cố của Solana bây giờ đã hoạt động trở lại rồi Nhưng mà đương nhiên có rất nhiều người là chọc quê Solana các bạn, giống như là Charles Hoskinson của Cardano Thì post cái uh, gift này, đây là một cái tấm hình liên quan đến hồi xưa các bạn chơi game đó Không biết các bạn lúc xưa chơi game có phải là sử dụng những cung băng như này hay không, thường nhớ rất là rõ các bạn Các bạn dùng áo để chùi, dùng miệng để thổi, rồi sau đó cắm vô để mà chơi lại nếu như mà cái cung băng nó gặp vấn đề gì thì đương nhiên John Hutchinson chia sẻ cái hình này để nói là Solana cũng như vậy mỗi lần gặp sự cố thì phải restart lại các bạn nhưng mà điều mà thuận quan tâm nhiều hơn đó là khi mà chúng ta nhìn vào giá của Solana nè điều refresh lại các bạn sẽ thấy rõ ràng hơn trong vòng 24 giờ qua thì hầu như cũng không phải thay đổi nhiều các bạn chúng ta có thể nhìn thấy được khi mà nhìn vào 7 ngày đi thì nếu như mà thuận nhìn vào cái mức giá của ngày hôm qua Hôm nay là ngày 6 tháng 2 tại Hoa Kỳ chúng ta trả trở về đi. Chúng ta trả trở về là cuối ngày năm đi. Ngày hôm qua thì giá của Solana là khoảng 95 đô 34 sen các bạn. Ngay bây giờ đó thì giá cũng cỡ đó 96 đô. Thì nói chung cái sự kiện này đó chúng ta lại không thấy là giá Solana bị giảm đi cũng có thể là một cách nhìn cho các bạn thấy được là cộng đồng Solana thì vẫn rất là tin tưởng và vẫn có rất là nhiều người đỡ giá cho Solana và hiện bây giờ chúng ta thấy được là vẫn tiếp tục ở cái mức tương tự như ngày hôm qua và Solana cũng đã gặp rất nhiều sự cố trong năm ngoái các bạn nói tới việc là nhiều lần bị tắt nghẽn mạng lưới nói tới việc là chúng ta có những cái sự cố liên quan tới FTX nhưng mà giá Solana vẫn là một trong những đồng mà tăng trưởng mạnh trong năm vừa rồi thì về phương diện đầu tư, thường không nói tới là về phương diện liên quan đến công nghệ, về phương diện đầu tư đó thì các bạn thấy sự cố này nó không có thấy cái sự ảnh hưởng liên quan tới giá của Solana và chúng ta bây giờ hãy chuyển qua nói tới một cái tin tức lớn khác đi đó chính là liên quan tới uh, Michael Sailor và Michael Strategy thì với cái sự tích lũy của full War gần đây đó thì cái số lượng họ tích lũy đã gần bằng Michael Strategy rồi thì uh, khi nào họ mới mua thêm cái bạn hôm nay đã có thông báo là tháng vừa rồi thì Michael Strategy đã mua thêm 850 bitcoin nghĩa là đáng giá khoảng chừng là 37.2 triệu đô la trong tháng 1 và hiện giữ tổng cộng là 190.000 Bitcoin các bạn. Và để thuận xem coi là nếu như mà họ mua 37.2 thuận chưa có tính nữa các bạn, 850 thì một Bitcoin họ mua mức giá là khoảng 43.764 đô thì cỡ như mức giá bây giờ các bạn. Đó là cái số lượng mà họ đã tích lũy thêm cái số lượng phố tích lũy bây giờ đã gần bằng rồi các bạn nếu như mà michael Saylor thật sự muốn vượt qua phố wall và không để cho họ theo kịp thì ông phải <laughs> chi thêm rất nhiều các bạn con số này đó thì phố wall một ngày gom đã gấp mấy lần con số này rồi và chúng ta sẽ nói thêm về cái tình hình của Bitcoin Smart ETF một chút xíu nữa Nhưng mà trước hết ấy, chúng ta hãy nói tới Ethereum Smart ETF đi Tại vì ngày hôm nay các bạn thấy được là cái đề xuất của công ty Invesco và Galaxy Tại vì đây là cái sự hợp tác của cả hai các bạn Công ty Invesco là công ty đầu tư lớn ở Hoa Kỳ Và Galaxy là công ty của tỷ phú Minorat chuyên về thị trường crypto Thì hai công ty đó hợp lại để để đơn để có Ethereum Smart ETF Và cái đề xuất đó đã bị chi hoãn các bạn cái này cũng không gì gọi là bất ngờ thôi đã chia sẻ với các bạn trước đây rồi chúng ta sẽ tiếp tục thấy nhiều cái sự trì hoãn cho đến ngày quan trọng nhất đó chính là ngày 23 tháng 5 các bạn các bạn nhìn thấy được là cái ngày gọi là final deadline nghĩa là cái hạn chót thì các bạn nhìn thấy được là cái hạn chót sớm nhất đó chính là vào ngày 23 tháng 5 và đó chính là cái hạn chót của đề xuất VanEck và các bạn nhìn thấy được là trên màn hình đó, tổng cộng chúng ta có là 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 8 công ty hiện bây giờ là họ đang chờ đợi để có Ethereum Spot ETF và đương nhiên trong đó chúng ta có BlackRock các bạn BlackRock cũng đang chờ đợi nhưng mà chúng ta sẽ tiếp tục nghe nhiều thông tin trì hoãn thôi nghĩ cho đến cái ngày cuối cùng là ngày 23 tháng 5 tại vì đây là cái ngày mà họ phải trả lời đề xuất của Vanex là chấp nhận hay là từ chối và lý do tại sao cho không thể trì hoãn nữa và các bạn thấy là cái cách mà họ hoạt động đối với lại Bitcoin Smart ETF là khi mà họ từ chối thì khả năng sẽ từ chối tất cả khi mà họ chấp thuận khả năng là sẽ chấp thuận tất cả các bạn tại vì những đề xuất này đó từ 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 từ, từ sẽ giống nhau khi mà họ nhận được những cái sự phản hồi đến từ SEC trong cái đợt này thì những cái đề xuất này khả năng thông qua bây giờ khoảng 60% mà thôi các bạn dựa theo Bloomberg. Lý do tại sao không phải là 90% giống như là Bitcoin Smart ETF tại vì hiện bây giờ vẫn chưa có bất cứ tòa án nào tham gia hết. Các bạn đã thấy được là một những công ty mà cũng đang chờ đợi đó chính là Grayscale Ethereum Trust. Họ cũng muốn chuyển cái quỹ này thành cái quỹ Ethereum Spot ETF tương tự như họ đã làm bởi là Bitcoin. Và nếu như mà SEC từ chối đó thì có thể họ lại phải kiện SEC. Và nếu như kết quả giống như lần trước thì các bạn thấy được là khả năng đó sẽ được thông qua cao hơn bây giờ đó thì khả năng là 60 mà thôi khi nào mà có thêm một tình sẽ chia sẻ với các bạn và ngày hôm nay đó chúng ta cũng có một cái buổi điều trần rất là thú vị thật ra khi mà thức dậy thì mới biết là hôm nay có buổi điều trần này các bạn tại vì thuần cũng không có độc lịch nhưng mà thuần cũng đã xem một số thông tin và cũng khá là thú vị điều mà quan trọng nhất là có một phần trong cái uh, cuộc điều trần này trên màn hình các bạn đây chính là bộ trưởng bộ tài chính Janet Yellen và bà đã đến dự buổi điều trần với lại quốc hội Hoa Kỳ và trong cái phần này đó bà đã nói tới thị trường crypto và stablecoin cần phải được quản lý để các bạn hiểu chi tiết hơn đó, thì bà đã nói là quốc hội nên thông qua luật để cung cấp quy định cho đồng ổn định và các crypto không phải là chứng khoán và đương nhiên bà tiếp tục chia sẻ là cái thị trường crypto này đã có nhiều rủi ro nghe sơ qua thì cũng không có gì mới tại vì các bạn thấy được là Janet Yellen cũng nói những điều tương tự trước đây rồi hôm nay bà cũng nói những điều tương tự như vậy nhưng mà thật ra đây là một cái sự khác biệt rất là lớn để thường chia sẻ với các bạn hai điều trước hết á, thì Bộ trưởng Bộ Tài chính cũng giống như là Chủ tịch SEC Gary Gensler và Thượng nghị sĩ mà ghét crypto là Thượng nghị sĩ Warren cũng là một phần của Nhà Trắng các bạn Thuộc chính quyền của tổng thống Biden, việc mà bà yêu cầu quốc hội ban hành luật mới có nghĩa là tất cả nỗ lực của họ nhằm quản lý crypto thông qua SEC không mang lại kết quả gì. Các bạn đã nhớ là cũng chứ quốc hội, những người như là chủ tịch giao gia sự đều nói là không cần luật mới. Chỉ cần dùng luật chứng khoán của SEC là có thể quản lý được thị trường này. Bây giờ đó thì bà lại nói là cần có luật mới tuy nhiên bà không phải là chủ tịch scc nhưng mà các bạn biết là cả hai đều làm việc cho tổng thống joe biden thì đương nhiên đây cũng là một cái dẫn chứng cho thấy được là những cái áp lực scc muốn dùng để mà quản lý thị trường đó thì đều không có hiệu quả gì hết và thứ hai bà đề cập đến các bạn có đi ý cái câu bà nói đó chính là cần có luật để mà quản lý các crypto không phải là chứng khoán đây là một cái sự thừa nhận là không phải tất cả crypto đều là chứng khoán các bạn tại vì các bạn đã biết đây là một điều mà rất là khác biệt so với lại quan điểm của chủ tịch Gary Gensler Chủ tịch Gia Cao thì luôn nói là ngoại trên Bitcoin thì tất cả có khả năng đều là chứng khoán hết. Bây giờ đó thì bà này nói là cần có luật để mà quản lý những crypto không phải là chứng khoán. Thì những crypto đó là gì các bạn? Bà không có nói rõ ở đây. Thì đây là cái sự chia sẻ đến từ Đạt Giao Linh cái sự khác biệt lớn nhất bây giờ là bà đã nói với quốc hội là ok bây giờ quốc hội nên ra luật để mà quản lý thị trường này thì đương nhiên nó không dễ như vậy các bạn tại vì chúng ta đã biết quốc hội cũng đang muốn ra luật một thời gian rồi nhưng mà cứ bị đẩy lùi tại vì có rất nhiều người ở quốc hội đó là bên phe của Gary Gensler và tin tưởng Gary Gensler là không cần có luật mới chỉ cần là Gary Gensler ra tay thì sẽ quản lý được thị trường này nhưng mà các bạn thấy được là 3 năm qua kết quả ra sao các bạn kết quả thì khi ra tới tò thì SEC lại bị thua liên tục như vậy và chúng ta đang thấy được là sau khi bộ trưởng bộ tài chính Janet Yellen nói với quốc hội hôm nay là cần phải có luật quản lý đó thì chủ tịch ủy ban dịch vụ tài chính hạ viện đó chính là Patrick McHenry cùng với là chủ tịch ủy ban nông nghiệp Clint Thompson cũng đã gửi một lá thư tới cho bà Yellen thông chỉ copy lại cái lá thư cái trang cuối cho các bạn tại vì trang cuối nó có những câu hỏi và được ký tên bởi hai người thường vừa nói với các bạn những cái trang đầu tiên thì cũng nói chung chung mà thôi nhưng mà để thần tóm tắt được cái lá thư này gửi đến cho Janet Yellen là gì tóm lại đó thì uh, cái bạn thì được hai người này nói là ok bà kêu gọi quốc hội là phải ra luật chúng tôi đồng ý nhưng mà theo bà ra thì luật phải như thế nào cái bạn thì được là hai người này đó đối thần giống như là đang hỏi khó bà gia đình đó là hồi xưa giờ chúng tôi muốn ra luật thì bà lại ngăn cản bây giờ bà muốn ra luật thì bây giờ bà cho tôi biết là bà muốn luật như thế nào cụ thể hơn đó là trong lá thư đề cập đến là bitcoin và ethereum là hàng hóa thì nên do CFTC cơ quan quản lý hợp đồng tương lai và hàng hóa quản lý và nếu vậy đó thì bà gia lên bà có đồng ý hay là không đó là một câu hỏi lớn trong cái lá thư này Cái đó đó thì uh, hỏi là bitcoin và ethereum chiếm 60% của thị trường tiền điện tử có một cái sự tranh luận cái này nó riêng về mặt kỹ thuật hơn các bạn tại vì chúng ta thấy được là giao trên nói là thị trường này phần lớn là chứng khoán và không được quản lý nhưng mà patrick henry thì quan điểm hoàn toàn khác ông thì nói là cái đó không hợp lý tại vì phần lớn thị trường này không phải là chứng khoán tại vì Bitcoin và Ethereum chưa bao giờ được gọi tên là chứng khoán trong bất kỳ văn bản nào của SEC. Và Bitcoin và Ethereum chiếm khoảng chừng là 60% vốn hóa của thị trường hiện tại. Thì nếu như mà họ đã chiếm 60% mà không phải là chứng khoán thì tại sao nói phần lớn thị trường này là chứng khoán và không có lực để quản lý. Các bạn thấy được là cái sự khác nhau ở đây đó là một người nói về vốn hóa, một người nói về số đồng. Nếu như vậy thì phần lớn thị trường này đã được quản lý rồi và không phải là SEC các bạn, nó chính là CFTC. Kế đó đó thì trong lá thư này đề cập đến một câu hỏi là và nếu như mà một crypto không phải là chứng khoán thì quy định FSOC hay là FSOC thì đây là một cái quy định mà các bạn đã nhớ gây nhiều tranh cãi gần đây và quốc hội cũng đã gửi một lá thư để hỏi kỹ hơn về cái quy định này có áp dụng với crypto hay là không tại vì nó chỉ áp dụng với chứng khoán thôi các bạn. Có thể hiểu như thế này, đây là một cái quy định nói là nếu như mà các bạn À, lưu trữ crypto trong ngân hàng có thể là các bạn tự lưu trữ trên ngân hàng của mình các bạn lưu trữ khách hàng thì các bạn giả sử như là lưu trữ là một tỷ đô la crypto cho BlackRock đi thì các bạn phải có một tỷ đô la tiền mặt để riêng cái tiền mặt đó đã không được sử dụng các bạn chỉ để riêng ra để mà đảm bảo cho một tỷ đô la crypto các bạn đang giữ mà thôi cái này nó không hợp lý đối với nhiều người tại vì cái tài sản được dùng trong cái trường hợp này đã là dùng để đảm bảo rồi giống như thường đưa các bạn một tỷ đô la bitcoin thì một tỷ đô la bitcoin thường đưa cho các bạn thì các bạn lưu trữ cái phần đó thì coi như là đã đảm bảo rồi thì tại sao cần phải có thêm một tỷ đô la tiền mặt nữa khiến cho nhiều ngân hàng nó sẽ không muốn tham gia vào thị trường crypto tại vì họ nói là ồ thì ra tham gia vào crypto thì phải để riêng tiền mặt ra để riêng tiền mặt ra thì không có đầu tư được không có cho vay được thì uh, chúng tôi không muốn như vậy thì bây giờ nếu như mà bitcoin và ethereum đã không phải là chứng khoán thì cái quy định app này không có thể áp dụng được với là bitcoin và ethereum đó là điều mà họ muốn hỏi là bà Yellen có đồng ý hay là không. Cái đó thì bức thư cũng hỏi nếu vậy thì theo bà Yellen thì SEC đóng vai trò gì ở trong crypto? Tại vì khi mà họ nói về crypto họ luôn nói tới là cái quy định how we test cái bài kiểm tra how we test có ghi chứng khoán đó, thì cái đó rất là vô dụng tại vì cái đó chỉ sau khi mà tất cả đã xong rồi giống như các bạn thấy được là tất cả đã được bán bởi công ty Ripple cho những cái nhà đầu tư hay là chúng ta được là cái số lượng token đã được bán cho những cái nạn nhân trong cái vụ kiện của Luna và UST thì sau khi xong rồi SEC mới nói kia là chứng khoán thì làm sao có thể bảo vệ được cái nhà đầu tư Nói tóm lại đó thì uh, hai cái này muốn hỏi là trước đây không cần luật mới, bây giờ chủ động đòi luật mới thì luật mới là luật như thế nào? có nghĩa là khi mà hai người này ra luật mới đó thì thể bà sẽ không thích đâu <laughs> tóm là như vậy các bạn thì cũng coi như là làm khó bà dơ lên một chút nhưng mà các bạn có thể thấy được đây cũng là một cái dẫn chứng cho thấy là có khả năng năm nay thường đó những năm mà có bầu cử tổng thống như thế này thì không như luật thông qua đâu các bạn tại vì mọi người đều sẽ chú tâm vào bầu cử tổng thống hoặc sẽ củng cố vị thế của mình tại vì ngoại trừ tổng thống ra sẽ có nhiều những chiếc ghế quốc hội sẽ được bầu trở lại thì họ sẽ chú tâm đến cái đó nhiều hơn nhưng mà có khả năng năm nay chúng ta sẽ thực sự có những cuộc bỏ phiếu liên quan đến những cái luật crypto chúng ta nói tới trong vòng hai năm qua rồi và đương nhiên một thượng nghị sĩ thường không có để sẵn ở trên cái màn hình như một thượng nghị sĩ khác đó chính là thượng nghị sĩ Lumus các bạn của Wyoming thì thượng nghị sĩ Lumus cũng đã lên tiếng nói là ok thì đây là cơ hội để chúng ta có thể bắt đầu bỏ phiếu cho cái dự luật crypto của thượng nghị sĩ Numus và thượng nghị sĩ Gillibrand tại vì hai cái này cũng đã đưa ra một cái luật crypto chỉnh chu mà cần được bỏ phiếu và với tất cả những cái dự luật chúng ta đã nói tới thì đó là một dự luật mà chúng ta có thể ủng hộ được nó không có hoàn hảo cũng giống như luật Mika ở châu Âu các bạn luật Mika liên quan tới quản lý crypto nó không hoàn hảo nhưng mà có thể chấp nhận được thì cái đạo luật được đề xuất bởi thượng nghị sĩ Lumos cũng như vậy nó không phải hoàn hảo nhưng mà có thể chấp nhận được và có thể giúp đỡ thị trường này tiếp tục tiến tới các bạn có suy nghĩ gì về cái thông tin này các bạn có thể comment ở bên dưới. Và chúng ta cũng có một cuộc phỏng vấn cũng khá là thú vị các bạn. Tại vì một trong những người mà chúng ta ít nói đến hơn đó chính là Steve Wozniak. Thì Steve Wozniak đây là người đồng sáng lập Apple các bạn. Và ông đã nói trong cái cuộc phỏng vấn này khá là thú vị. Tại vì mới đầu ông nói là Ồ, oh, ông không có quan tâm nhiều đến đầu tư. Tại vì ông đã kiếm rất nhiều tiền được các bạn. Dưới theo ước tính của Money Control đó thì Steve Wozniak tài sản là khoảng 140 triệu đô la thì đối với ông cái số đó cũng là rất nhiều rồi và ông không có muốn là bị căng thẳng tại vì lại phải nghĩ đến việc đầu tư cho nên ông hoàn toàn là không đầu tư luôn nhưng mà sau đó trong cái cuộc phỏng vấn này theo này nói là ồ nhưng mà tôi đã mua rất nhiều bitcoin để chia sẻ để các bạn hiểu rõ hơn thì chúng ta sẽ nói tới là câu chuyện mà ông chia sẻ đó là câu chuyện phổ biến ông nói về crypto và NFT tại vì ông nghe rất nhiều những cái câu chuyện là người ta mua crypto và NFT rồi lại mất tiền tại vì phần lớn đó lao vào mua theo cảm xúc nhưng mà ông biết cái đó không phải là câu chuyện duy nhất tại vì đương nhiên có người cũng kiếm được rất nhiều tiền từ thị trường crypto nhưng mà ông này nói là chúng ta đang nói về crypto nói chung và NFT nhưng mà Bitcoin đó thì hỏi ông là một cái hoàn toàn khác biệt Bitcoin nó đứng riêng lẻ không có chung với lại crypto và NFT tại vì đối với ông đó Bitcoin thì nó an toàn và ổn định hơn và ông nói là ông đã mua một số lượng lớn Bitcoin để mà thử nghiệm trước đây và sử dụng nó để xem coi là cái này hoạt động như thế nào ông dùng để mà thanh toán trong nước ngoài nước ông dùng nó để mà rút tiền từ những cái cây atm để xem hoạt động như thế nào nhưng mà trong khoảng thời gian đó đó thì ông lại thấy giá tăng cao của bạn và ông còn thấy là stress quá cho nên ông đã bán hết và chỉ là một bitcoin mà thôi tôi <laughs> nghĩ là nhiều bạn cũng sẽ rất muốn bị căng thẳng bị stress giống như, như ông khi mà đang thử nghiệm cái gì đó mà giá lại tăng vọt lên và ông có rất nhiều bitcoin thì ông nó ông bán hết lúc đó <laughs> Vậy là một chút lời để các bạn ông giữ là một bitcoin mà thôi nhưng mà ngay thời điểm này thì ông nói là ông lại có cảm giác là nó sẽ lên tới 100.000 đô la. Ông không thể giải thích được và đưa ra bất cứ dẫn chứng nào cụ thể tại sao ông nghĩ như vậy và ông chỉ có thể nói là hiện bây giờ đã ông thấy cái sự quan tâm đối với crypto rất là cao và hãy nhớ là ông không phải là người mà thích đầu tư vào chứng khoán ông chưa bao giờ sử dụng ứng dụng cổ phiếu của Apple trên iPhone hết cho dù ông đã đồng sáng lập ra công ty Apple các bạn nhưng mà ông nói bây giờ ông đã đầu tư một khoản tiền lớn vào Bitcoin dùng sàn Coinbase sớm là ông cũng đã FOMO vào rồi các bạn đây là một cái sự chia sẻ rất là thú vị đến từ Steve Wozniak và nói tới NFT đó thì chúng ta có một bộ sưu tầm đã bán rất là chạy. Đó chính là một dự án Bitcoin NFT mà chúng ta đã biết tới một thời gian dài rồi đó. Có tên là Taproot Wizard các bạn. À, các bạn cũng đã nhớ có nhiều tấm hình liên quan tới uh, một cái... Uh, cuộc hội nghị uh, liên quan tới Bitcoin mà các bạn đã nhớ là có hai người đó họ bận đồ với là phù thủy ngồi ở trên cái bục chia sẻ đó Thuận đã tìm được cái hình này các bạn chính là hai người này nè thì uh, cái này là nó liên quan tới những gì mà Thuận sắp sửa xin chào với các bạn tại vì cái dự án Bitcoin NFT này có tên là Tablet Wizards và đã gây số với việc là bán hết sạch bộ sưu tập Quantum Cat đầu tiên của mình thu về tổng cộng là 13 triệu USD và các bạn thấy được là cái bộ sưu tập này nó nhìn như thế này các bạn à, Nó nhìn là có những cái con mèo rồi nó có cái hình ảnh kỳ dị và cái màu sắc nó cũng khá là thú vị như thế này Thôi thì không phải là một người mà cũng chuyên về NFT đâu Nhưng mà các bạn có mua được hay không các bạn comment dưới Tại vì tao không biết đó là mặc dù gặp phải là sự cố kỹ thuật nghiêm trọng Khiến cho cái việc phát hành bị trì hoãn đến 3 lần trong tuần vừa rồi Tất cả 3.000 NFT này được bán hết ngay trong hai ngày mở bán công khai Với giá mỗi một cái là tới 0.1 Bitcoin nghĩa là đáng giá khoảng chừng là hơn 4.200 đô la hiện tại các bạn mỗi một cái là 0.1 Bitcoin. Phần lớn NFT đã bán cho những người mà đã nằm trong danh sách ưu tiên trước khi mà 313 cái cuối cùng được bán hết chỉ trong vòng 2 giây sau khi mở bán cho công chúng các bạn. Taproot Wizard là một trong những dự án tiên phong cho xu hướng Bitcoin Oinos từ đầu năm 2023 và tạo ra một bộ sưu tập NFT trên Bitcoin với hình ảnh meme phù thủy Bitcoin nổi tiếng từ năm 2013 Thì nói chung là chúng ta có thể là không có nghe nhiều về NFT nhưng mà thị trường NFT cũng giống như là tất cả các bạn cũng đang nóng lại hiện tại các bạn có thể nhìn thấy được là cái số lượng bán nó nhanh như thế nào và chúng ta cũng sẽ dành một thời gian để mà cập nhật về Bitcoin Spot ETF thuận chuyển cái thông tin này nó về sao hơn tại vì thuận cảm thấy ngày nào cũng nói thì các bạn thì cũng khá là nhàm chán nhưng mà chúng ta vẫn phải nắm được dòng tiền như thế nào thì chúng ta có thể nhìn thấy được là chúng ta tiếp tục có 7 ngày liên tục và hôm nay ngày thứ 8 khả năng cũng sẽ là dòng tiền dương luôn các bạn Tại vì sao? Tại vì chúng ta nhìn thấy được là cái số lượng bán ngày hôm nay bởi DrayScale GBDC chỉ có 73 triệu mà thôi. Đây là con số thấp nhất mà chúng ta từng thấy từ khi bắt đầu COVID-19 Sport ETF và đã dưới 100 triệu rồi các bạn. Chúng ta đã từng thấy những cái thời điểm mà bán nhiều giống như chúng ta thấy vào ngày 22 tháng 1 là 640 triệu 600, 500, 429, 394, 255 rồi xuống tới bây giờ là dưới 100 triệu được bán bởi DrayScale các bạn. Cái lực bán ngày càng thấp xuống. Và chúng ta có thể nhìn thấy được là cái lực mua vẫn tiếp tục cao hơn chúng ta đã có 7 ngày liên tục lực mua ngày nào cũng là lực mua dương hết các bạn nghĩa là cái số lượng bán ra được thu vào cộng với lại có thêm dọc tiền đi vào thị trường này và chúng ta có thể nhìn thấy được cái tài liệu tương tự khi mà nói tới cái số lượng bịt khôi thì các bạn nhìn thấy được là tính tới ngày hôm qua đó thì chúng ta nhìn thấy được là cái số lượng bịt khôi được lưu trữ bởi những cái công ty phát hành NFT ngoại trừ Grayscale đó đã là 184.802 Bitcoin rồi. Các bạn đã nhớ là hiện bây giờ đó Michael Stra chỉ lưu trữ là 190.000 thì uh, trong vòng khoảng chừng vài ngày nữa thôi thì sẽ qua mặt luôn cả Michael Stra các bạn mặc dù họ đã mua thêm ngày hôm nay. Và chúng ta nhìn thấy được là công ty BlackRock lưu trữ là hơn 75.000 Bitcoin hiện tại và kế đó là Fidelity là 62.787 và chúng ta cũng cho thấy được là cái vo như hôm nay lại giảm xuống thì khả năng cao như thường nói là hôm nay sẽ là một ngày tiếp tục là dòng tiền dương vào trong thị trường này tiếp tục có cái lực áp đảo vào thị trường OTC các bạn nhưng mà chúng ta vẫn thấy là cái lực bán bởi gbdc vẫn có mặc dù đã thấp xuống nhưng mà chúng ta muốn tiếp tục thấy thấp hơn nữa tới một ngày nào đó thì sớm hay muộn gì con số này sẽ giảm xuống dưới 10 triệu mà thôi các bạn tại vì Tới một lúc nào đó nha muốn bán thì đã bán hết rồi Thì lúc đó chúng ta mới thấy được là cái sự phát huy Của những quý còn lại Bây giờ đã thấy rồi các bạn chúng ta cứ cộng đi 14 triệu Cộng 136 triệu 247 triệu các bạn cộng như thế này là đã mấy trăm triệu Trong dầm chỉ có một tuần thôi các bạn Vào trong thị trường OTC để mà thu mua Bitcoin Thì cứ như vậy Các bạn nghĩ là OTC sẽ cầm cự được bao nhiêu lâu Nếu như mà không có thêm cái nguồn cung mới Đáng tiếc nói tới đây ra thì chúng ta có thể có một nguồn cung mới các bạn và cũng đến từ GBTC luôn. Tại vì cho dù lực bán bây giờ đã chậm lại rất là nhiều rồi nhưng mà có một khả năng, đây một khả năng mà thôi không phải là chắc chắn. Nhưng mà các bạn thấy được là công ty Genesis là công ty mà đã khai bởi phá sản đó công ty con của công ty DCG thì họ đã yêu cầu được bán cổ phần GBTC của họ. Nếu như mà tòa án chấp thuận đơn kiến nghị này ra thì họ có thể bán cái số lượng cổ phần trị giá là 1 tỷ ba đô la của Grayscale Bitcoin ETF GBTC như là sẽ có thêm lực bán đến từ GBTC và công ty Genesis này đã sở hữu khoảng chừng là 35 triệu cổ phần GBTC, 8 triệu cổ phần của quỹ Ethereum Trust và khoảng 3 triệu đô la của quỹ Ethereum Classic Trust. Thì những con số này không đáng kể nhưng mà cái số lượng mà họ lưu trữ của Trayscale GBTC thì con số không nhỏ các bạn Nhưng mà điều các bạn nên hiểu là cái phiên tòa này dự kiến sẽ diễn ra vào ngày thứ năm tuần này nghĩa là còn hai ngày nữa Và chúng ta sẽ không biết kết quả cho đến lúc đó đâu Và đây không phải là một số tiền nhỏ như thường nói nhưng mà hãy nhớ là trong vòng 3 tuần qua các bạn có biết là cái số lượng được bán bởi Rayscale GBTC trong vòng 3 tuần qua từ khi mà có Bitcoin Smart e theo tới bây giờ đó đã là hơn 6 tỷ đô la rồi và cái số lượng đó vẫn tiếp tục được thu mua tiếp tục được hấp thụ bởi những quý còn lại và hơn thế nữa và giá Bitcoin đã vẫn giữ được là 42 43 000 đô cho đến ngày hôm nay các bạn 1.3 tỷ đô la này tuy là không nhỏ nhưng mà nếu như mà họ bán trong vòng vài ngày thì sẽ được hấp thụ hết vậy thôi các bạn đó là lòng tin của và nói tới cái dòng tiền ở đâu mà hấp thụ nhiều Bitcoin như vậy thì chúng ta đã có ít nhất là cái công ty đầu tiên họ đã lên tiếng nói là ok tôi là người mà đang đầu tư vào Ibit đó chính là một công ty ở Canada các bạn có tên là Redwood Asset Management thì họ đầu tư vào cái quỹ Bitcoin Smart ETF của BlackRock lý do là tại vì cái quỹ này có phí thấp hơn là cái quỹ ở Canada, tại vì cái quỹ Purpose ở Canada đó thì phí là hơn một phần trăm thì cũng tương tự họ bán cái quỹ đó và họ thu mua cổ phần của BlackRock iBit và điều mà chúng ta cũng đã nói từ trước đây chúng ta vẫn đang chứng kiến cái sự dịch chuyển tiền từ những quỹ đầu tư từ châu Âu, từ Canada qua bên Hoa Kỳ hiện tại chứ chúng ta vẫn chưa thực sự chứng kiến cái sự phô mô, cái sự hào hứng đến từ nhiều nhà đầu tư ở trong thị trường chứng khoán Hoa Kỳ đâu. Cái đó sẽ tới nhưng mà chưa phải là bây giờ. Và nói tới đây thì tôi cũng muốn cập nhật với các bạn cái tình hình liên quan đến cái số lượng Bitcoin có lời. Thì cũng không có thay đổi nhiều các bạn. Ở cái mức giá này đó, chúng ta cũng đã biết là Bitcoin cũng đã đi ngang một thời gian. Thì cái con số này cũng không thay đổi nhiều ở mức là 86% hiện tại. Và chỉ số NUPL đó thì cũng cơ đó các bạn. thì bây giờ thì vẫn đang nằm ở trong cái vùng màu nâu hiện tại. Cũng chưa có đi vào dùng màu xanh lá cây. Cho nên tôi cũng ít chia sẻ ở thời gian gần đây. Và chúng ta cũng có cái thông tin liên quan tới Binance hủy niêm yết thì chúng ta nói nói tới cái đồng Monero, XMR rồi chúng ta cũng có ba đồng khác là đồng Ant, à đồng multi và đồng VAI thì multi là thường cũng hiểu tại sao tại vì có nhiều cái drama mà các bạn đã nhớ là liên quan tới việc là không biết cái người đứng đầu dự án ở đâu rồi à, người đó là người mà giữ khóa cá nhân các bạn đã nhớ cái vụ lùm xùm đó thì có phải là lý do tại sao bị hủy niêm yết không thì cũng không có rõ các bạn nhưng mà bây giờ đó thì Binance nói là họ sẽ hủy bỏ và ngừng giao dịch các đồng mà thường vừa chia sẻ với các bạn vào lúc sau 10 giờ sáng nghĩa là ngày 20 tháng 2 năm 2024 giờ Việt Nam và cái việc rút các token này khỏi Binance sẽ không được hỗ trợ sau 10 giờ sáng ngày 20 tháng 5 năm 2024 nghĩa là các bạn cũng nên có quyết định là các bạn muốn lưu chuyển những đồng này thì các bạn phải có cái ví riêng để mà di chuyển trước cái ngày này chúng ta còn một cái thông tin nữa cũng liên quan tới sàn Binance các bạn và sàn Binance họ đã đưa ra một cái mức thưởng là lên tới 5 triệu đô la cho bất kỳ ai gửi thông tin cho thấy là nhân viên Binance nào đã có hành vi tham nhũng và tiết lộ trước thông tin trong quá trình niêm yết token mới lên trên sàn và cái vụ này đã là bắt đầu từ sự kiện của token Ronin các bạn token Ron bị à, trước khi mà có thông tin niêm yết lên trên sàn thì giá token đã có sự tăng trưởng mạnh và ngay sau đó khi mà có thông báo niêm yết thì chúng ta đã thấy được là cái token này đã giảm 26% trong vòng một ngày và binance sau đó họ cũng sẽ thắt chặt các thông tin liên lạc bên ngoài và cảnh báo là sẽ hủy niêm yết token nếu như mà thông tin bị rò rỉ ra bên ngoài trước thì cái mà họ nói đến đó là cái sự kiện của đồng Ronin các bạn đây là cái hệ thống mà chúng ta còn biết là kết nối với lại cái trò chơi Axie Infinity và nhiều trò chơi liên quan thuộc web 3 các bạn và chúng ta cũng đã thấy được là cái đồng này đó thì có cái thông tin niên yết vào cái thời điểm là cách đi một ngày ngày 5 tháng 2 thì ngay sau đó các bạn cũng đã thấy được là ngay ngày 5 tháng 2 này đó chúng ta đã nhìn thấy được là không có cái sự kiện uh, pump hay gì hết mà ngay sau có thông tin đó, thì giá đã đâm xuống thì có phải đây là một cái sự kiện sell the news hay là không và nếu mà sell the news thì ai đã biết trước news trước đó rồi chứ nếu không thì tại sao lại có cái sự giảm giá như thế này ngay sau khi mà có thông tin niêm yết mà không phải được ngược lại thì đó là cái lập luận đến từ sàn Binance mà được nhiều người nói đến và chúng ta cũng có vài thông tin nhỏ đó tôi muốn chia sẻ với các bạn một cái thông tin mà tôi không biết tại sao mà nhiều người à, lại nói đến mà hầu như họ cũng không có đọc kỹ thông tin hay sao đó tại vì chúng ta thấy được là có một tòa án ở Colombia tỉnh phía tây của Canada đã ủng hộ lệnh cấm đào crypto lệnh cấm các dự án đào crypto do cơ quan điện lực cấp tỉnh Colombia đặt ra đã được thẩm phán tòa án tối cao cấp tỉnh phán quyết là hợp lý vì lý do họ cho là đào crypto tốn quá nhiều năng lượng. Thì thật ra đó câu chuyện này đã bắt đầu cũng khá là lâu rồi các bạn. Chúng ta hãy trả cho về tháng 12 của năm 2022 thì lúc đó đó chúng ta có một cái công ty, công ty này đó để thuận cho các bạn thấy được là một công ty mà cũng khá thú vị tại vì công ty này có tên là Coinifex Timber đây là một công ty mà họ chuyên về khai thác những cái giống như là cây các bạn giống như là cây gỗ nhưng mà không biết tại sao họ lại có một chi nhánh đào crypto và công ty này đó họ đã hợp tác với lại một trong những cái bộ lạc có tên là Seiki Dan Nation và hai cái đơn vị này họ muốn cùng nhau để mà đào crypto sử dụng cái năng lượng thủy điện của công ty BC Hydro và công ty BC Hydro này đã thì nói là sẽ không có việc bất cứ một cái đề xuất nào trong vòng 18 tháng không phải là mãi mãi chỉ trong vòng 18 tháng mà thôi tại vì họ nghĩ là cái năng lượng điện thủy lực của họ có sẽ không đủ để mà đáp ứng nếu như mà hai công ty này sử dụng để mà đào crypto cho nên đã bị từ chối rồi sau đó hai công ty này cùng nhau kiện công ty BC Hydro nói là từ chối như vậy là không hợp lý và kỳ thị cái ngành của họ nhưng mà tòa án nói là rất rõ ràng là tại vì cái lượng điện của họ có thể tạo ra không có đủ cho nên bây giờ chưa thể duyệt được cho nên cũng không gì là lớn lao đâu không biết tại sao mà nhiều người lại đặt nặng câu chuyện này như vậy thì nơi này không có thể cung cấp đủ điện thì sẽ có nơi khác các bạn giống như là Hoa Kỳ có những nơi là không đủ điện thì nơi đó không đào crypto nhưng mà có nhiều nơi dư điện thì đào crypto ở đó cái chỗ đâu các bạn và chúng ta cũng có một cái thông tin liên quan đến một cái công ty là Haru Invest và cảnh sát Hàn Quốc đó, họ nói họ đã bắt giữ giám đốc và hai quản lý cấp cao của Haru Invest một công ty đầu tư vì cáo buộc họ đã lấy đi tổng cộng là 830 triệu đô la từ 16.000 khách hàng chi tiết hơn đó là các bạn thấy được công ty này từng quảng cáo là họ đầu tư tiền của khách hàng một cách an toàn và Haru quảng bá cung cấp sản phẩm Earn Plus mang lại lợi suất lên tới 12%. Thực ra là đã, đã sử dụng tiền đó sai cách từ năm 2020 đến năm 2023. Vấn đề bắt đầu nổi lên khi mà Haru Invest không cho khách hàng rút tiền vào tháng 6 của năm ngoái và một công ty khác có liên quan là Delio cũng đã dừng rút tiền ngay sau đó và Haru Invest sau đó nói là vấn đề là do cái công ty BNS Holdings, một công ty khác đã lừa đảo họ và những người bị ảnh hưởng đã kiện Haru Invest và công ty này cũng đã khiếu nại với cảnh sát bị BNS Holdings và cáo buộc là họ gây ra thiệt hại lớn chủ sở hữu của BNS Holdings sau đó cũng đã bị bắt rồi. Thì cái câu chuyện này đó nói chung là có một công ty họ đã cung cấp một dịch vụ giống như là các bạn gửi crypto để mà lấy lãi và họ cam kết lãi suất lên tới 12% các bạn nhưng mà lấy lại đâu để mà trả đó thì họ không nói rõ ràng bây giờ họ nói là tại vì họ bị lừa cho nên họ không thể trả tiền cho những khách hàng được rồi các bạn mới thấy sự kiện này mới xảy ra đây là một cái quan điểm thường đã chia sẻ nhiều lần với các bạn rồi sau giống như là hồi tháng 3 của năm 2023 đó thì thường đã không còn sử dụng những sản phẩm này nữa và lý do cũng rất đơn giản tại vì thường nghĩ là cái rủi ro nó khá là cao các bạn đang lưu trữ bất cứ đồng nào các bạn lưu trữ các bạn lưu trữ thì các bạn có lòng tin về tương lai của đồng đó như các bạn lưu trữ bitcoin hay bất cứ đồng nào khác thì tại vì các bạn tin tưởng đây là tài sản để có thể lưu trữ dài hạn được và có thể có khả năng tăng giá rất là nhiều và cái phần trăm tăng giá đó thường nghĩ trong đầu của bạn là phải nhân hai nhân ba mấy trăm phần trăm thậm chí là cả ngàn phần trăm đó với lại nhiều bạn đó là kỳ vọng của các bạn thì cũng hy vọng là chúng ta nói đúng nhưng mà nếu chúng ta nói đúng thì không có lý do gì mà các bạn đang nắm giữ một tài sản mà có tiềm năng như vậy mà lại chịu rủi ro bị mất hết hay là bị mất phần lớn chỉ vì muốn có được lợi nhuận là 10%, 12% mỗi năm. Đó là của quan điểm của Thuận mà thôi. Cho nên Thuận đã không còn sử dụng bất cứ những cái dịch vụ gửi để mà lấy lại như thế này nữa. Từ hồi tháng 3 của năm 2023 Thuận đã chia sẻ rất nhiều với các bạn và đáng tiếc bắt đầu tháng 6 của năm đó chúng ta đã thấy được là có nhiều công ty đã bị sụp đổ. Và đây là tất cả những thông tin mà tôi muốn chia sẻ với các bạn trong mỗi video ngày hôm nay. Tôi hy vọng là các bạn nhận được nhiều giá trị trong video này. Nhưng mà nào muốn tìm hiểu những ưu đãi dành riêng cho cộng đồng của thùng Capital thì có thể tìm hiểu bằng cách là bấm vào cái link ở bên dưới video này để tìm thấy những ưu đãi như là các bạn có thể nhận được bonus hay là giảm phí giao dịch lên tới 30% khi mà tham gia vào những sàn như là Bybit, okx Binance, alix và một số những dịch vụ khác như là các bạn đang nhìn thấy trên màn hình nhưng mà nào mà sử dụng sàn giao dịch thì nên dùng để mà giao dịch mà thôi không nên lưu trữ quá nhiều tiền trên sàn và thuận sẽ hẹn gặp lại các bạn trong video kế tiếp tạm biệt các bạn.